Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cái video thiết kế cổng nốt bằng Cadence, sử dụng Cadence trên dùng máy ảo VMware. Đây là cái mặt cổng nốt luôn. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thiết lập các thông số và tạo ra cái sơ đồ như thế này, kiểm tra dạng sóng các ngõ vào đây. Thì đây là các bước thực hiện. Đầu tiên các bạn mở máy ảo VMware đã được cài đặt sẵn. Để thiết kế cái cổng các cổng logic này, chúng ta dùng máy ảo và chạy cái Red Hat. Cái này là mình đã được cài đặt sẵn rồi. Cái này, cái file này mình sẽ chia sẻ các bạn trên cái đường link để các bạn download về. Đầu tiên chúng ta chỉ hướng dẫn tới cái thư mục mà chứa cái Red Hat của chúng ta. Hoặc mình cái này mình chứa được bộ này cũng nên như của mình. Red Hat rồi, cái này rồi, chúng ta mở lên, mở này cũng được, mở này cũng được, mở này đi. Này tự động khá là lâu, ta phải chờ thôi. Rồi, tự động. Mà khoảng cỡ 3 phút. Xin mình làm cái gì coi nào. Với cái Red Hat này của mình thì username và mật khẩu đều giống nhau. Username sẽ là root và password cũng tương tự như vậy, là root. Đầu tiên các bạn muốn muốn vào cái mở cái đền trong cái này lên, người ta phải kích chuột phải động terminal, nhớ nhé, kích chuột phải terminal rồi. Các bạn sẽ bỏ gõ cái dòng lệnh này vào, nhưng mà tại cái này mình làm nhiều, mình có lưu được sẵn cái dòng lệnh này á, bạn để ý. Rồi tiếp theo người ta gọi enter, rồi tiếp tục gọi em lần thứ hai này mà chính xác các bạn, và cũng enter luôn. Đợi một tí, đợi một tí, gia đình nó đang lo là cái này máy càng mạnh thì chạy càng nhanh luôn. Thông thường hay rất là thường hay đứng. Tí làm xong mình sẽ hướng dẫn các bạn lên để làm cho cái màn hình nó to lên. Rồi chúng ta đầu tiên là chúng ta hãy tắt cái lỗi đi, nhớ nhé, tắt cái lỗi đi. Thực sự không tắt cũng chả sao, nhưng mà tắt đi không biết sau này nó có bị sao. Rồi tắt đi.
khi ta gõ hai đoạn này nó sẽ lon cái thư viện, nó cứ chụp phải lên file, mở vào file chọn new này, library này, đặt tên cho cái thư cái thư mục mà ta chứa cái ta còn làm đó. Rồi chẳng hạn đây mình đặt tên là tại ha, file này, new này, library ha, đặt tên cho cái thư mục muốn làm không. Chẳng hạn đây mình đặt là note thôi, cộng note thì mình đặt cái tên đó cái tên của mình sẽ làm trước thôi, tên note thôi, cái cộng note cộng note hoặc là đặt là tên tên đi ha, tên đi ha. Rồi còn chúng ta sẽ ok thôi. Ok, nhớ là khi chúng ta ok thì có xuất hiện cái bảng này đúng không, ta kích vào đông mít kích file rồi. Ok, nhớ nhé, tích hợp đông này, chọn ok. Rồi bây giờ ta hãy vào đây tìm đến cái file chứa thư viện ta cần làm đây đúng không, đây đúng không, cái này đúng chưa, ở cái này này, cái này thôi. Rồi vào file new, bây giờ chọn là cell view nhé, kích vào cái này, vào file chọn cell view file rồi ở đây. Đây thì muốn đặt gì đặt ha, nhưng mà đặt cái gì cần của chúng mình ha, cộng note nó đi ha, thiết kế note ha. Rồi ok, nhớ nhé, chỗ vào cái chỗ này phần tool này ta hãy chọn vào là semantic composer semantic ha. Rồi nhớ nhé, semantic. Rồi ok, chúng ta ok nó sẽ hiện lên một cái màn hình như thế này để cho mình thiết kế. Chúng ta hãy mở lại cái hình lúc trước này, để mình khi nào muốn phóng thì phóng, mình kích này này sẽ phóng to hay thu nhỏ, này này là phóng to màn hình này. Rồi kích vào cái này thu gom lại ha. Còn này, đây là cái hình đúng không, có gì, cái này là con gì, cái này là con BFF này, cái này là con NFF này, cái này là gì, cái nguồn VDC, đây là nguồn sông này, Vbo này, đây là CND này, và cái cổng nó mát này, đây là ngõ ra để chúng ta kiểm tra cái dạng sóng thì ngõ vào ha. Tại vì cổng nốt thì có một ngõ vào thôi, cho nên là mình chỉ cần một cái nguồn sông thôi, rồi ngõ ra thì cũng yếu một ngõ ra thôi. Đấy là cái BN hay là NB ở BF hay NF thì đấy cái cực giữa nói chung với cái mũi tên này, phải nói là nguồn này, nói chung mũi tên đúng không, nói chung mũi tên này tùy rồi ha, ta nói đối với con BFF thì nó sẽ nói là nguồn VDC ha. VDC đây chúng ta là chọn là 1.2V ha, và cái con NF thì nó sẽ nói đến mát hai cái chân này, giữa này nối với cái mũi tên này và sẽ nối đến mát này. Cái thông số này từ từ thiết lập ha, cái này là một tốc độ ha, từ từ ha. Rồi thiết kế ha, gì VDC này, nguồn sông này, Vbo này, rồi BF, NF nó ra ha, thiết kế thôi ha. Rồi bật lên ha, không cần bật lên ha. Rồi muốn tìm kiếm linh kiện này chúng ta bấm y ha, y bút chữ y nhấn ha, y nhấn ha, rồi nó sẽ hiện cái thư viện ha, cái đường dẫn tới cái thư viện ha. Rồi đây ha, y nhấn nha, y nhấn ha, y nhấn nha. Rồi đây là mình dẫn đến cái thư viện chứa các chứa linh kiện của mình ha, và dẫn tới đây cái này nó sẽ nằm, các cổng mình nó sẽ nằm trong thư mục nào đây ha, cái con hình như là cái này nhớ nhé, đây ESL clip này, ESL clip ha. Rồi tiếp xuống chọn gì, đầu của mình là có gì, có BFS đúng không, à thay effect, chọn effect trước nha, tại thay effect đây ha. Rồi effect chọn symbol nữa rồi symbol nữa, ok tiếp tục cũng y nữa ha, y nhìn lên lại ha. Rồi tiếp tục mình chọn gì, BFS đúng không, BFS đây, rồi BFS đây ha. Thực sự nói thì chúng ta có thể kéo tất cả rồi chúng ta thiết kế được, là tùy hoặc từng cái cũng được,
muốn thoát cái chế độ kéo này tay bấm nút ESC, ESC tự động thoát nó trượt lên. Cảm ơn ESC. Rồi, sắp lại cho nó dễ con. Nắm cực phải dữ hơn, cực trái dữ hơn, nắm này, di chuyển hơn, di chuyển hơn. Đây nè. Rồi. Nãy mình để ý là mình, nãy mình có gì hai cái này rồi ha, từ từ ha, từ coi lại cái đồ sao mà để ý này, nãy lúc trước mình bấm bấm nút vừa đáp á, nút vừa kép á, nói cho nói cái nút vừa kép là dùng để nối dây ha, vừa kép thôi. Rồi mình để lúc nãy mình coi, mình để ý là mình thấy là mình hai cái mũi tên và cực nó chung ha, rồi nó lại với nhau chọc lại mình để ha, kiểu nó chung với nhau ha, từ từ ha, từ từ nó làm được từ 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 rồi chỉ chọc thôi. Có đứa y tìm được kìa, mình nhớ cái thằng này là con b à, nhầm bên lộn nha, con này ở đây, con này ở dưới nha, mình ở dưới rồi rồi mình đẹp tắt này, tắt cái xe nhà thoát này mới cứ mới di chuyển được ha, rồi phải di chuyển được rồi, con này lên trên tại vì được chơi được b phép được chơi mà quên nhầm ha, rồi ok ha. Rồi chúng ta nãy mình nhớ lên như thế này, nãy cái thiếu cái nguồn nguồn VDC và nguồn sông ha, đầu tiên người ta lấy VDC trước ha, cũng y luôn ha, cái VDC này ở đâu, không phải trong một clip này đâu mà nó là phòng nào nên lock bit ha, nhớ đi nên lock bit ha, cái nguồn VDC người ta cần ghi chữ VDC thôi ha, VDC à, chữ thường thôi, VDC lại có VDC ha. Rồi tắt đi ha, để im được cái xong tắt đi. Đây ha, VDC là đúng không? Là đúng không? Rồi tiếp tục ha, tới đây ha, để đây là đúng không? Rồi mình đấy là có gì nữa? Rồi ra đúng không? Tìm mát đúng không? Đi tiếp tục ha. Tìm nó mát đồng nằm này luôn đúng không? Một ngày luôn ha, tôi chọn nó luôn ha. Gen mát là gen đi đúng không? Đó, gen đi là đúng không? Rồi tắt đi, ta là đúng không? Nói ra là vừa đắp đúng không? Đắp ra lại với nhau. Rồi cái nó này đúng không? Ờ nhầm, tại vì cái con này là con nhầm, tại vì tao nhầm này rồi ha, xóa đi, xóa đi. Để lúc trước mình có hướng dẫn mà, tại vì là hai cái chân có mũi tên và cái cực giữa sẽ nói chung với nhau đúng không, nói lại với nhau ha, nhầm, rồi đó nhầm, rồi, cái này giờ thôi tôi đợi thôi, có gì cả đúng không, cái này rất dễ dàng ha, kết chuột vào con ESC làm delete là tự động xóa thôi, rồi mình đắp đây, nói dài ha, anh bấm vào đất nó ra vừa đắp ha, rồi là nó bị cái lỗi gì đó mà bấm ESC ha, là nó tự động thoát được, cái này mình về nó nó ra lại bao nhiêu, ok đây giờ nó đẹp rồi, để ta xóa thôi có gì hết đúng không, nó là nó đẹp hơn, nó đẹp được cũng chả sao, nó đẹp được mà thôi, nó là nó đẹp hơn, vừa đắp nó ra ha, khi bấm vào đất thì hiện cái giống cái tam giác này, cái mũi hình tứ giác này có thể nói được rồi, nói thành nói dễ coi rồi ha, thực sự thì mình cũng nhớ rõ cổng thiết kế sẵn mới qua lại hình nữa đúng chưa, đó cái mũi tên là nói chung với nhau đúng không, rồi đó nhìn cái hình còn thấy đúng không, có này đúng không, đó 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 đúng không, đó rồi có cái nguồn sông đúng không, hai cái mũi tên nói chung với nhau đúng không, rồi ok vậy thôi, rồi không to hơn rất là co, đang ở chế độ của đất nè, cái chế độ của đất thì chúng ta kích vào cái mỗi cái điểm nối nó sẽ hiện cái dấu lên nè, đúng là đúng không, đây đây thích nối sang nối ha, đây là cái này cực này nối này đúng không, đẹp ha, rồi, ok cái này nói chung đúng không, ok rồi ha, cái này kéo lên cao xíu chứ dễ coi ha, thì bỏ cái đồ em nói ra kéo lên chứ tí dễ coi đúng không, kéo được kéo dễ coi được dễ có gì hết ha, rồi nhớ cái này là nói mát đúng không, mát con này đúng không, mát y vào là viên đi đúng không, vào nó lết đúng không, mát là viên đi đúng không, có sẵn luôn ha, dễ dàng ha, rồi ở đây tôi đắp mỗi dây thôi. À, nhớ ha, còn thiếu là chúng ta còn thiếu nguồn sông ha, nguồn sông là gì cũng vào cũng nên đi rồi, nó cũng thuộc một anh lắp clip luôn ha, chung là gì v
bao luôn, cái đằng V, cái đằng V chữ V và chữ B nó ra ha, bao V bù ra nè, đó, vùng sông ha, đặc biệt là dễ ha. Vùng sông nó, cái vùng nào nó còn, thì vẫn cần mát đúng không? Ta lại luôn tiếp tục lại viên đây luôn, viên đây luôn ha, viên đây, rồi đây. Đây, rồi mình cũng phải đắp ha, nối dây lại với nhau đúng không, dễ dàng đúng không, rồi. Đó đúng không, cẩn thận ha, tại vì nói cái này là cái này đúng không? Đó, đây đây là ngõ vào đúng không? Ngõ vào. Mình làm là gì? Cổng nốt thì có một ngõ vào đúng không? Rồi ha. Rồi. Sao nữa? Ngõ ra đúng không? Có một đây ta đóng chữ B phở, đóng chữ B phở ha, B phở dưới chữ B phở đi. B phở cái đây này đúng không? Cái này là ngõ ra đúng không? Ngõ ra chúng ta chọn cái gì? Chọn ao đúng không? Quy cũng gì quy ha. Quy chữ ao gì vậy ha? Ở đây biết là ngõ ra, quy là ngõ đúng không? Quy ngõ ra đúng không? Thì mình muốn cái ao chút thanh dễ quá rồi chọn ao nào muốn ao thì ao muốn in đúng không, ao cũng là xuất ra hai đền thôi rồi rồi mình đắp phần nối dài là nhiều đúng không, rồi thiết kế sao được đúng không, thì mình thấy cảm thấy không đẹp đúng không, mình nắm kéo cho nó dễ coi, thật như vậy coi rồi nắm dài kéo này dẹp đẹp đẹp coi đó, đẹp đẹp đó, đẹp chưa ta, chưa đẹp đúng không, kéo qua là đẹp ha, đẹp lắm. À, không ấn theo những bài như thế này chúng ta bấm ESC là sẽ thoát ra đúng không? Kéo không được ta, có đi theo cắm kéo, kéo kéo đó, cắm dây, à, dây kéo cho đẹp lắm, kéo được rồi. Đây đẹp xóa nó dễ, đây đẹp đi, đây đẹp đi, rồi mình đắp nó ra lại đúng không? Phải đẹp xong rồi. Rồi xong chưa, chưa chúng ta đã thiết lập thông số nó không, rồi mới lại đây coi nhìn thông số rồi số lên VDC thì 1.2 ha, VBU thì 1.2 ha, không 1 MB ha, rồi cái này 0.5 hết ha, thiết kế thôi và quay lại đúng không, còn lên muốn thiết kế gì á bấm tất cả bấm EC đã, rồi bấm EC thoát các cái lệnh trước đi, điều chuột thì điều chuột vào nó có cái dấu khung này luôn, kết vào rồi bấm quy, quy ở trong chữ quốc thoại đó, quy ha ra đây đúng không, đó thì bấm nó được quy ra cái dấu một bao tím ta, đó bao tím ha, đó những cái bảng này tiếp là con số à, này là gì VDC đúng không, cái nguồn VDC 1.2 volt đúng không, VDC volt tan này ta, mười hạt 1.2 đúng không, 1.2 volt đúng chưa, bấm nó về sao đi đi nhầm tắt tắt nhầm thôi lại ha, lại ha, rồi ha, muốn quay ha, rồi ra đây đây sẽ là 1.2 volt nó ghi cho chắc nhá, rồi 1.2 volt ha, ok đó ra 1.2 thấy chưa, đó ok ha, rồi vùng sung ha, vùng sung nó để cái thông số này nhưng mà không phải ta thiết lập lại thông số đó, kết vào quay được dạy vào quay đúng không, nó quay ha, đó quay luôn ha, xong thì thông số nó khá là nhiều ha, kéo lên dễ quá, 1.2 đúng chưa, 1.2 volt và không đúng không, rồi kéo xuống ray than nó là 100 B đúng không, cái thông số này thì chả quan tâm là gì, cứ ghi thế thôi ha, giờ ép phân tan 100 B luôn ha, tiếp tục bầu quýt là cái độ rộng của cái sung, cái độ rộng của sung á, là cái sung nó muốn dài ngắn nó tùy bạn đúng không, thôi bạn chọn bao nhiêu tùy, ở đây là mình chọn là 2N ha, 4N là cái độ rộng xung thôi, cái quan trọng thôi. Rồi sao nữa? Ok ha. Thiết lập này xong rồi giống giờ, đúng rồi đó ha. Còn thiết lập thì còn, đây là còn B phép đúng không? Đây là N phép đúng không? B phép đó. Cũng là quay luôn ha. Rồi. Rồi đúng không? Cái này là 1U đúng không? Mình đắp là 1U này, còn lại 1U đúng không? Còn L là 45N không ta, còn lại như 45N là sao? 45N rồi, ok. Đúng chưa? Ok, chúng ta ghi xong rồi, ok. 1U và 45N là ok đúng không? Đúng chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Cái này tương tự đúng không? Dạ thôi, quy đúng không? Cái tôi quy luôn. 1U và 45N đúng không? Ok. Bây giờ là chúng ta kiểm tra khi làm xong ta phải lưu ha. Lưu này phải lưu này nhớ nha, lưu là lưu mới kiểm tra được, gọi là lưu mới làm một sao tác khác, không lưu là nó sẽ bây giờ sai ha, lưu ha,
server một cái thôi, mình lưu unblue server, chết server rồi. Kích vào gì? Tool, ở tool ha, tool, tool. Chọn unlock environment. Rồi nhớ nhé, cái này nhé. Rồi. Chờ xíu. Vào thử. Đó lên bảng này đó, rồi ha. Và chúng ta vào season ha. Và chúng ta vào season ha. Chọn gì? Audition, nhớ nhé, season, audition rồi, season, audition, còn lại bạn nhớ ha, season này, audition ha, rồi. Tiếp tục ha, chọn vào cái mục này, A và D đúng không, rồi, ok. Cái này để mà cạnh nè, rồi, chọn ok đúng không, nhớ nhé, A và D, ok, rồi. Rồi, xếp tập ha, xếp tập là chọn vào gì? Model library ha, xếp tập, model library, ok, nhớ nhé, xếp tập. Model library ha. Rồi ha. Chúng ta chọn chỉ đến cái đây ha. Mình cũng chưa biết cái này là gì ha. Đây ha. Chỉ đến cái này. Đó, à, chỉ đến không biết làm sao cái này để cho nó tới cái một ngày là được ha. Thường là 3 lần vào model vào đeo ha. Nhớ nha, 3 lần là được. Tức vào đây nè, đây nè. Đó, tức có biết tới thì là lỡ nó bị ra là quay sao, là rút ha. Nhớ đó. Rút ha, nó bởi dài là giờ rút ha, đó rút, rút là cách lại, rút thì bấm rút nó về lại cái này đúng không? Đó, đó, đây, đó. Rút, 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 như được cadence thì sao? Có phải như cadence thế không? Ờ, đúng cadence ha, đợi bởi dài vào đấy không? Thông thường á thì khi chúng ta bấm này ba cái được này, một lần một này. Thằng hai này, thằng thứ ba này, đó, có chưa, có chưa, đó, đó, cái nó chọn là gì, cái nó chọn là gì, 45 nano này, cái gì NM, C, này, nhớ này, chọn này, thằng số này 45 hả, 45 nhé, rồi 45 ha, ok, nhớ chọn 45 nhé, 45, rồi ok, xem muốn nút gì, cái đầu cấm nút gì, N ha, đúng này ha, N này ha, nhớ nhé, rồi lúc này ha, N, ok, rồi tiếp tục cái này rồi đây nhớ này analyst chọn gì chọn chiều ha mình chọn mình cái chọn cái độ chọn cái chiều dài của cái sông nó ra cho mình cái chiều dài để mình kiểm tra là nó có chiều dài bao nhiêu thế từ nhìn vào phần bé biết không thường là chọn 8N ha rồi là kết bây giờ sau khi chọn 8N kết dấu này ha kết này ha kết này ha cái kết này nó chỉ hiện chữ enable luôn lúc chưa kết là như thế này đúng không thì tôi kích vào 8 là kích vào cái gì enable ha nhớ như lại này ha đây là chiêu này ha 8 n thì rồi kích vào này nó là enable không đó 8 n nhớ như không có n là chạy sai đó rồi ok ha rồi simulink này simulation này cái kích này chọn nhất anh luôn rồi ha nếu lúc trước mà ta còn lúc trước mà ta chưa bấm chết này thì khi kích này nó có bị lỗi ha rồi nó chạy nó đang kiểm tra lỗi cho mình rồi đó nó chạy cái này cái đúng rồi ha đúng rồi rồi tắt cái ha vào reset ha ở ta và chúng ta vào reset ha rồi đó vào direct pilot ha reset này nhớ là lại ha reset này direct pilot ha chọn gì tension signal ha đúng không đây ha nhớ nhé cái này signal này ha nó hiện cái hiện cái ó nó hiện cái bảng lên ha nhưng mà chưa có gì đâu nhé ta thiết lập đầu tiên cái đầu này ha trước này cái chữ trái ha trái ha rồi này một cái ha đây là chọn cái nguồn vào để mình biết sống ha cái này là nguồn ra kết này cái giờ thì phải thì trái đúng không chọn bắt đầu là các khác dễ nhìn ha đúng không thì chọn xong bấm cái gì ESC ha đó đây nguồn sống này ha đó đó và chúng ta tắt sống cái nút này là để tắt sống ha đó sự quyết định small tắt sống đúng không cái này tắt nó sẽ tắt sống đúng không đó là đèn sống chưa mình biết ông nốt là gì ông nốt và mức một ông nốt thì vào mức một ra mức không và mức không là mức một đúng chưa và đây là ta là xung vào đúng không mức không này lên đây mức máy mức một đúng chưa đây mức một là mức không đúng không để mình chọn 8N thấy chưa muốn chọn cho tùy bạn đúng không ừ. Ok chưa rồi ha đúng ok đúng không khi á bạn muốn tắt lại bạn tắt đi đúng không bạn muốn chạy lại làm sao thì bạn không phải vào gì đó là gì đây ha đúng không khi muốn khi bạn đã lưu được thư viện đúng không bạn mới lên đúng không cái này đang chỉ có sẵn á thì bạn vẫn là chọn là simulation đúng không chọn vào net and rust
chạy lên chạy lên mua tắt đây anh. Nếu mà thời yếu chạy là chậm luôn. Và thực sự cái này rất là nặng. Không chạy tới đâu rồi rồi. Đâu ta? Lại coi. Quá. Sao tới đâu rồi? Đi mới đứng rồi. Đây nha, kết lại coi. Đây nha. Ê. Đây nha, bạn ơi, kết lại coi. Đây ha. Chọn này nhớ khi mà bạn mới thực hiện ra các bạn thiết lập một số rồi. Giả sử như bạn tắt lúc nãy mà thiết lập đúng không? Bây giờ mình thiết lập là gì? Bấm mấy lần luôn ha. Mình chạy được xong nó không chạy được đâu ha. Nhớ nha, bấm mấy lần luôn. Reset này, simulation là rep luôn là mình chạy ha. Rồi. Reset này nhớ này tay rep tay đúng không đó. À, vào cấp vô cái đúng không? Muốn màu gì kết nó chạy đâu từ đâu nào đúng không? Kết vô đây. À, nó vào đúng không? Kết ok cái màu mình khác giờ cũng e sao nhé rồi đây là sống tập sống này nó như này phương tập này đúng không vào công ra một một ra công đúng không thật dễ dàng đúng không rồi ha rồi mình giới thiệu bằng cái này ví dụ lúc nãy bấm y ta bấm y ta lấy lên kiện đúng không cái này như là cái gì cho nó không à, như cái này cái này như cái nút y ha lấy cái VDC như này VDC như này đúng không đây ha rồi đây ha à, đúng không? Giả sử bạn muốn nằm ngang, muốn giả sử bạn muốn này nằm ngang làm sao? Đúng không? Muốn nằm ngang là cứ trục phải ha, làm từ đằng sau đúng không? Muốn tùy chiều tùy chỉ thấy đúng không? Lên kiểu nằm vậy thôi ha. Tắt đi ha, cái này xóa mình đọc ở dùng luôn, xóa đi ha, xóa đi ha. Rồi đúng không? Coi như là cái này đã hoàn thành đúng không? Rồi. Kết thúc video thôi ha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn ở video khác ha.